Cập nhật nóng kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm nay, Bích Trâm xin phép dành toàn thời gian để cập nhật đến toàn thể quý vị tình hình bầu cử giữa kỳ tại Mỹ tính đến 1 giờ sáng ngày 9 tháng 11 theo giờ Hoa Thịnh Đốn. Cụ thể, tình hình tại các bang như sau. Ông Ted Budd của đảng Cộng Hòa duy trì vị trí dẫn đầu ở North Carolina. Cuộc chiến giành một ghế thượng viện còn trống ở North Carolina có thể giúp quyết định đảng nào trong hai đảng chính trị sẽ kiểm soát thượng viện. Hầu hết các cuộc bỏ phiếu đều có dân biểu ba nhiệm kỳ thuộc đảng Cộng Hòa Ted Budd bước vào cuộc đối đầu chung cuộc với vị trí dẫn đầu ổn định trước đối thủ đảng Dân Chủ. Cựu tránh án tòa án tối cao North Carolina Terry Pasley, North Carolina đã không cử một thành viên đảng Dân Chủ vào thượng viện từ năm 2008. Ủy ban bầu cử tiểu bang North Carolina đã cho biết hơn 2 triệu cử tri North Carolina đã tận dụng cơ hội bỏ phiếu sớm để bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Họ chiếm khoảng 29% trong tổng số 7.4 triệu cử tri đã ghi danh của tiểu bang. Philadelphia áp đặt thay đổi vào ngày bầu cử có thể làm chậm việc kiểm phiếu. Hôm ngày 8 tháng 11, các quan chức ở thành phố đông dân nhất Pennsylvania đã thực hiện những thay đổi phút chót đối với quá trình giải quyết phiếu bầu có thể làm trì hoãn việc kiểm phiếu. Trong một cuộc biểu quyết với tỷ lệ 2-1 tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban thành phố Philadelphia đã đưa ra quyết định sửa đổi cách giải quyết các lá phiếu. Thay đổi này tập trung vào việc hòa giải hoặc là xem xét các phiếu bầu khiếm diện và phiếu bầu trực tiếp để đảm bảo mọi người không bỏ phiếu trùng lặp. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ viện McCarthy đưa ra tuyên bố đầu tiên, việc giành được đa số Hạ viện sẽ bắt đầu từ Virginia. Vào đêm trước ngày bầu cử, lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã tập trung vào Virginia. Đây là cuộc đua số 1 mà tôi theo dõi vào tối mai, bởi vì khi ông Jen thắng thì chúng ta sẽ giành được đa số. Ông nói tại cuộc họp ở Virginia Beach với hàng trăm người ủng hộ dành cho cựu binh hải quân, kiêm thượng nghị sĩ tiểu bang Jen Kingans, người thách thức đảng Cộng Hòa tại địa hạt quốc hội số 2 của tiểu bang. Ông nói thêm rằng trong 2 tháng vừa qua, ông đã đặt chân đến 40 tiểu bang để ủng hộ các ứng cử viên quốc hội khác nhau, nhưng địa hạt của ông Jen Kingans là địa điểm số 1 mà ông muốn đến vào đêm trước bầu cử. Trong địa hạt với sự hiện diện của quân sự dày đặc bao phủ Virginia Beach, thì các địa phương lân cận này ông Kingans đang thách thức dân biểu đương nhiệm 2 nhiệm kỳ của đảng Dân Chủ, Elan Luria, cũng là một cựu binh hải quân. Thưa quý vị, địa hạt quốc hội được vẽ lại này là nghiêng về phía đảng Cộng Hòa nhiều hơn so với 2 năm trước. Thẩm phán từ chối yêu cầu tách riêng các lá phiếu quân sự ở Wisconsin. Hôm ngày 7 tháng 11, một thẩm phán đã bác bỏ một chối yêu tách riêng các lá phiếu quân sự ở Wisconsin sau khi một quan chức bầu cử ở Milwaukee bị cáo buộc đã gửi các lá phiếu quân sự giả cho một nhà lập pháp tiểu bang. Thẩm phán Michael Maxwell của tòa phúc thẩm khu vực Wakanda đã bác bỏ một số yêu cầu về một lệnh đã yêu cầu các quan chức bầu cử tách riêng các lá phiếu quân sự khiếm diện cho đến khi chúng được xác minh một cách hợp lệ. Tổ chức Concerned Veterans của quận Waukesha và dân biểu tiểu bang Chanel Branchan, thành viên của đảng Cộng Hòa đã nhận được các lá phiếu giả, cho biết hành động của cựu phó giám đốc Ủy ban bầu cử Milwaukee Kimberly Chapata đã phơi bày lỗ hổng trong hướng dẫn hiện hành về các lá phiếu quân sự của Ủy ban bầu cử Wisconsin. Đảng Cộng Hòa được ủng hộ để giữ chắc tất cả 5 ghế Hạ viện Hoa Kỳ ở Oklahoma. Tuy rằng đảng Cộng Hòa ở Oklahoma nhận được rất nhiều ủng hộ để giữ lại tất cả 5 ghế Hạ viện tiểu bang vào ngày bầu cử, nhưng đảng Cộng Hòa vẫn hy vọng sẽ chào đón một gương mặt mới cho phái đoàn này sau khi kế hoạch về hưu của thượng nghị sĩ liên bang Jim Inhofe gây chấn động chính trường. Chỉ có một trong 5 địa hạt bầu cử, địa hạt quốc hội số 2 rộng lớn ở phía đông Oklahoma là một ghế bỏ ngỏ vì dân biểu đương nhiệm suốt 5 nhiệm kỳ của đảng Cộng Hòa, McWayne Millen đã bỏ trống vị trí này trong một nỗ lực nhằm thay thế ông Inhofe tại Thượng viện. Thống đốc South Carolina Matt Master tìm kiếm cơ hội tái đắc cử, nỗ lực làm nên lịch sử. Thống đốc South Carolina Henry McMaster đang tiếp tục với cử tri lần cuối cùng trong sự nghiệp chính trị kéo dài 4 thập niên của mình, yêu cầu họ giúp ông trở thành thống đốc tại vị lâu nhất mà tiểu bang này từng có. Ông McMaster đang tranh cử với ứng cử viên đảng Dân Chủ Jay Cunningham, người đã nhiều lần nhấn mạnh về sự chênh lệch đến 35 tuổi so với đối thủ của mình và làm thế nào mà anh có thể trở thành người duy nhất có khả năng ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế hơn nữa việc phá thai trong tiểu bang. Lịch sử gần đây đang đứng về phía ông McMaster. Ông đã giành chiến thắng trong 4 cuộc tổng tuyển cử liên tiếp với tư cách là tổng trưởng lý, phó đô đốc và thống đốc vì South Carolina liên tục là tiểu bang màu đỏ và tiểu bang này đã không bầu một thống đốc đảng Dân Chủ kể từ năm 1998.
Đảng Dân Chủ khao khát lật đổ ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở tiểu bang hoàn toàn đỏ Ohio. Một chiếc ghế trống đáng ao ước tại Thượng viện Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc đối đầu sát sao hơn mong đợi sẽ được quyết định vào thứ Ba giữa dân biểu Hoa Kỳ đến từ Đảng Dân Chủ Tim Ryan và tác giả cuốn Hillbilly Elegy đến từ Đảng Cộng Hòa J.D. Vance. Khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Paul Portman tuyên bố sẽ bỏ trống ghế này vào năm ngoái, Đảng Cộng Hòa đã bị coi là sẽ thua cuộc. Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiếc ghế thắng lịch sử lần thứ hai tại tiểu bang này vào năm 2020, các chuyên gia đã tuyên bố trạng thái của Ohio là một tiểu bang tiếng chuông dẫn đoàn, chưa được rung lên, mà theo đó kết quả bầu cử có thể tiên liệu về nền chính trị quốc gia. Sự kiểm soát mở rộng của Đảng Cộng Hòa đối với mọi văn phòng bầu cử của tiểu bang, Tòa án tối cao Ohio và Lưỡng viện lập pháp đã thúc đẩy Đảng Dân Chủ tái tập hợp. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Dân đang dẫn đầu trong cuộc đua giữ ghế ở tiểu bang Indiana. Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm thứ Ba ngày 8 tháng 11, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa Todd Dân đã tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai cho vị trí của ông ở tiểu bang Indiana, khi sử dụng chiến lược người dẫn đầu trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, mà phần lớn là phớt lờ những thách thức của Đảng Dân Chủ Thomas McDermott. Ông Dân đã duy trì lợi thế về tổ chức và gây quỹ rất nhiều so với ông McDermott, thị trưởng thành phố Hamhau, Lake Michigan, người đang gặp khó khăn về việc thu hút sự chú ý của tấn công ông Dân về các vấn đề bao gồm quyền phá thai, chi tiêu liên bang và hợp pháp hóa cần sa. Đảng Cộng Hòa hy vọng sẽ giữ được ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở Louisiana. Trong lúc Đảng Cộng Hòa chiến đấu để giành quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, các ứng cử viên Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Louisiana màu đỏ vững chắc này đang tiến hành một nỗ lực lâu dài để đánh bật Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Kennedy đương nhiệm nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa, người đang theo đuổi nhiệm kỳ 6 năm lần thứ hai. Louisiana đã không bầu cho một thành viên của Đảng Dân Chủ nào vào Thượng viện Hoa Kỳ trong suốt 14 năm và cựu Tổng thống Donald Trump giành được 58% phiếu bầu hồi năm 2020. Ông Kennedy, vị cựu thống đốc ngân khố tiểu bang, đã trở nên nổi tiếng tại Capitol Hill vì những câu trả lời thẳng thắn, dân dã chất phác cùng với những câu nói khá sắc sảo. Hầu như ông đã mang đến một cuộc bỏ phiếu Thượng viện an toàn cho Đảng Cộng Hòa và đã là người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump, người đã bảo chứng cho ông Kennedy. Đảng Cộng Hòa để mắt đến ghế của Arizona trong Hạ viện Hoa Kỳ. Cấu trúc đảng phái của phái đoàn Arizona tại Hạ viện Hoa Kỳ và quyền kiểm soát quốc hội sẽ được định đoạt vào thứ Ba này. Trong đó, Đảng Cộng Hòa hy vọng sẽ thay đổi tỷ lệ dân chủ là 5-4 của tiểu bang này bằng cách chọn 2 và có thể là 3 ghế. Việc tái phân chia địa hạt sau cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020 đã giúp các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có cơ hội ở 3 địa hạt này. Trong khi đó, một địa hạt ủng hộ Đảng Cộng Hòa mạnh mẽ trong thập niên qua hiện giờ chỉ là đang kém thân thiện với Đảng Cộng Hòa hơn một chút. Năm quận còn lại chắc chắn là nơi đắc cử của những người đương nhiệm ở các quận vốn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho các thành viên đang ngồi trong quốc hội. Trên bình diện quốc gia, Đảng Cộng Hòa chỉ cần giành được 5 ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ. 120 triệu cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ sẵn sàng mở ra làn sóng đỏ hoặc xây bức tường xanh. Hơn 120 triệu người dân Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, trước khi các cuộc bỏ phiếu ngày bầu cử kết thúc ngày 8 tháng 11. Khi mọi chuyện trở lại bình thường vào ngày 9 tháng 11, ở một số nơi diễn ra cuộc tranh cử xích sao, thì trong những ngày sau đó đều có khả năng xuất hiện là một sân chơi lập pháp được tái định hình ở Hoa Thịnh Đốn, cũng như các thủ phủ tiểu bang trên khắp đất nước hướng đến năm 2023. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ này có 34 ghế Thượng viện Hoa Kỳ hiện đang hòa với tỷ lệ 50-50, 30 ghế chưa phân thắng bại ở Hạ viện Hoa Kỳ, nơi Đảng Cộng Hòa cần giành thêm 5 ghế để giành thế đa số Hạ viện, thêm nữa là 36 cuộc bầu cử thống đốc. Cuộc tranh cử vào Thượng viện New Hampshire có thể là một bước tiến quan trọng của Đảng Cộng Hòa. Hôm thứ Ba ngày 8 tháng 11, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan thuộc Đảng Dân Chủ bang New Hampshire so tài với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Bon Duck trong cuộc đua và được theo dõi chặt chẽ để có thể quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện Hoa Kỳ. Việc giành được vị trí này sẽ là một bước tiến quan trọng cho Đảng Cộng Hòa, đang hy vọng sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Tuy rằng bà Hassan bị xem là dễ bị tổn thương kể từ chiến thắng xích sao năm 2016, nhưng các lợi thế của bà đã cải thiện sau khi thống đốc nổi tiếng Chris Sununu từ bỏ việc ra tranh cử chống lại bà. Đảng Cộng Hòa đã đề cử ông Bon Duck, một chuẩn tướng lục quân đã về hưu. Ông Bon Duck là một cựu chiến binh quân đội trước đây đã từng tranh cử nhưng không thành công. Hiện ông đang hy vọng sẽ khai thác được sự bất mãn của cử tri đối với nền kinh tế và thu hút được các mối liên hệ mà ông đã tạo ra từ chiến dịch vận động ở cơ sở gần như liên tục mà ông đã thực hiện kể từ khi ông tìm kiếm đề cử cho một ghế thượng viện khác của tiểu bang cách đây 2 năm nhưng không thành công.
Ông Bodek cho rằng đi đến đâu cũng nghe thấy ba lời phàn nàn chính là lạm phát và lạm phát. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh TBSD News. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.